Bộ Hạnh có chuyện gì không vui hả? Nói cho Phương nghe được không? Hay là chuyện của Tiếp phải không? Tôi thấy tí giao cơ sở cho anh Nam cũng đúng rồi. Hạnh nói gì vậy? Sao Hạnh lại có thể dễ dàng tin người ta như vậy chứ? Tại tôi thấy ảnh cũng không đến nỗi nào. Anh cũng là người thành thật và giỏi giang mà. Hạnh hiểu gì về con người anh ta chứ? Hạnh suốt ngày á chỉ ở quanh quẩn đây thôi à, làm sao mà biết được con người ta gian manh như thế nào. Phương không cố ý nói như vậy đâu. Phương xin lỗi nha. Đúng, tôi chẳng là cái gì hết. Tôi không có cái gì hết. Cái gì tôi cũng dở. Cái gì tôi cũng thua xa người khác. Cho nên tôi mới bị người khác đem ra đùa giỡn. Hả anh, bà mặc kệ tôi. Hả anh, tự nhiên khi không lại bực mình với mình như vậy là sao? Nghe nói con Phương á, nó giận con lắm á. Con có định giải thích gì với nó chưa? Không cần đâu chú. Con biết là Phương nghĩ xấu gì con, nhưng mà con cũng không cần chứng minh hay biện hộ gì cả. Tự sau này kết thúc mọi việc thì Phương sẽ nhận ra. Hy vọng là lúc đó cô ấy sẽ hiểu. Chú cũng hy vọng là được như vậy. Nhưng mà chú thấy cả hai đứa đều muốn tốt cho vùng đất này. Nhưng mà con cứ để cho con Phương nó hiểu lầm hoài. Chú nghĩ vậy không có tốt đâu. Cũng đành chịu thôi chú. Con và cô ấy không cùng chuyến tuyến, biết làm sao được. Chú muốn hỏi con câu này. Nhưng mà dạ có gì chú Năm cứ nói. Chú không biết sao mà con có thể hiểu được vùng đất này tới như vậy, khi mà con chưa hề sống ở đây một ngày nào. Còn cái chuyện mà ăn ở đối xử với bà con ở đây á, chú thấy cũng lạ lắm nghe. Nó gần gũi nó thân mật sao á. Không đâu chú, chắc tại là con có duyên với mảnh đất này vậy mà. Hôm nay tôi cho gọi mọi người họp gấp là để thông báo một chuyện quan trọng. Thật ra cậu Hùng đây chính là con trai của tôi. Thời gian qua tôi muốn cậu ấy tiếp cận công việc một cách nghiêm túc, vì vậy tôi chưa công bố mọi người thông tin này. Và tôi nhận thấy cậu ấy cũng làm việc tốt như một nhân viên bình thường. Qua cách làm việc của Hùng trong suốt thời gian qua, chắc hẳn mọi người không còn nghi ngờ gì vào năng lực của cậu ấy. Có đúng vậy không? Vì vậy, Hùng không chỉ là con trai của tôi, nhưng tôi nhận thấy Hùng hoàn toàn có năng lực để đảm nhận vị trí chức phó tổng giám đốc. Thông tin này tôi sẽ cho họp báo và công bố trong vài ngày tới. Cảm ơn mọi người. Con, phải con là anh con của Năm Đồng không? Dạ, con chào dì. Dì đi chợ hả dì? Bay về nói với tía bay á, đừng có dắt người lạ về cái làng này, lấy hết đất của bà con chứ. Uổng công tao tin tưởng ổng. Dì ba nói tía con làm gì? Hồi sáng này nè, tôi còn thấy ông Năm á đi giống cái người đã quất à, còn chồm chồm ngó ngó cái gì nữa chứ. Thiệt là không ngờ à, ổng là cái loại người như vậy đó. Chắc cái thứ gì đâu á, về lấy đất của bà con. Ừ, thiệt là quá đáng. Vậy chị ba nghe con nói, chắc là có hiểu lầm gì đó. Chứ thì con không phải là người như vậy đâu. Tiếp theo, tôi muốn nghe cô Phương trình bày rõ tiến độ của dự án Cù Lao.
không giống như các dự án nghỉ dưỡng khác. Khu nghỉ dưỡng kỳ này chúng ta vừa kết hợp hiện đại với lại dân dã. Theo tôi thấy, như vậy là vẫn chưa đủ. Bởi vì không có gì đảm bảo là dự án sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho chúng ta. Giả lại, công ty Phương Nam đã đi trước chúng ta một bước. Họ rất hay trong cách trình bày ý tưởng. Cháu cũng đồng tình với ý kiến đó. Việc đầu tư vào một cù lao rất là tốn kém. Vậy liệu cô Phương có dự tính gì chưa? Đúng là trong kinh doanh, chúng ta phải tính tới chuyện khó khăn. Nhưng đó không phải là trở ngại lớn để khiến chúng ta phải dừng bước. Tôi thấy những khó khăn đó là không hề nhỏ. Khi mà đầu tư vào một dự án thì tốn rất là nhiều kinh phí cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, với lại đường xá giao thông, điện nước, với lại viễn thông, đền bù giải tỏa. Liệu như vậy có khả thi hay không? Thôi được rồi, để tôi xem xét lại nhiều khía cạnh. Chúng ta có nên tiếp tục đeo đuổi dự án này nữa không? Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra? Chào cổng vườn xưa đã khép kín từ hôm nào. Tôi dắt đuổi chiếu. Ủa, này làm gì về mặt mày nhăn nhó khó coi vậy con? À, coi ngộ không? Này mắc chứng gì mà tía hỏi không trả lời trả vốn gì hết à? Tía, tía đi ra ngoài chợ đi. Tía coi người ta nói gì về tía kìa. Nói cái gì? Ý cha, ý. Tía nói cho mày nghe coi, cái chuyện của tía có liên quan gì tới người ta đâu mà người ta đồn đãi. Thế kể người ta. Tía ra ngoài chợ mà coi kìa, người ta nói tía tiếp tay với người ngoài phá hoại sự bình yên của bà con ở đây đó. Trời đất ơi, vậy đó hả? Tía nói này nghe nè à, người ta không hiểu cho nên là người ta mới là nói như vậy à. Bây giờ là mình không có thèm để ý gì chi, không có thèm để bụng gì chi, hiểu chưa? Chuyện của mình làm mình biết, hiểu chưa? Có phải cháu định nói chuyện dự án? Ừ, dạ phải. Cháu muốn biết ý kiến của chú trong việc đầu tư dự án lần này. Cháu ngồi đi. Cháu cũng biết rồi đó. Những ý kiến trong cuộc họp lúc nãy không phải là không có lý. Chú nghĩ cháu cũng nên xem xét lại cho kỹ. Thưa chú, nhưng dự án lần này là dự án mà có ý nghĩa với cháu nhất từ trước tới nay. Không hẳn là nó mang lại lợi ích cho quê hương của cháu, mà nó còn tạo được uy tín cho công ty của chú nữa. Chú biết. Nhưng mà... Nhưng sao hả chú? Thôi được rồi, cứ để chú suy nghĩ thêm. Dạ, cháu xin phép. Rồi, cảm ơn con. Chị gửi chút quà cho cháu nha. Dạ, cảm ơn con. Ai cũng được quà hả? Nhìn họ kìa, họ thật là đừng cười. Chỉ giỏi giả tạo, lừa cả đứa nhỏ. Ông ta định dùng chiêu của chuột lòng người để ủng hộ cho việc đầu tư ở đây. Thật kỳ luôn. Anh coi đó, con nhỏ đó chỉ lừa được mấy đứa nhỏ thôi, chứ làm sao qua mắt được người khác. Đi đi. Thôi đi, già rồi còn nói chuyện này làm gì nữa. Tụi mình sống như nhau,
quan trọng là cái tình. Cái tình đó ha bạn ha. Vậy mà tôi cứ nghĩ là bà đang chờ ai đó. Giang qua chơi. Ủa con. Con mới về hả? Con đi đâu mới về hả? Con ra xã gặp con Phương không con? Dạ không, con vừa mới đi công chuyện ở xóm trên về. Tí Giang ngồi chơi, con đi nấu cơm. Nhỏ này sao nó lại kỳ vậy cả? Ai làm gì nó đâu hả? Con gái nó mới lớn, nó hay giận rồi. Ông đừng có lo. Ôi trời đất ơi, phải chi cho được bằng hứa con Phương tôi cũng mừng. Xin lỗi, cô có phải là Cúc Phương không? Là tôi đây, anh gặp tôi có việc gì không? Chúng tôi được biết công ty Net Việt đang có những kế hoạch đầu tư tại đây. Vậy cô có thể nói đôi nét về cái dự án này được hay không? Xin lỗi, tôi không thể. Chúng tôi cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Mọi chuyện vẫn còn đang thay đổi. Nếu vậy, việc phát quà từ thiện tại đây có nằm trong một phần kế hoạch của công ty không? Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thực ra chúng tôi cũng rất chú trọng đến hình ảnh của công ty, nhưng không phải chỉ bằng hành động này. Ồ, cảm ơn anh. Chúc dự án sẽ sớm được thực hiện. Cảm ơn anh. Vậy thôi, chúng tôi về. Đi em. Phương, em có sao không? Để đưa em về nhà nghỉ nha. Em không sao đâu. Tụi mình về Sài Gòn gấp đi. Tại vì em có nhiều việc cần phải làm lắm. Vậy cũng được, mình đi. Mẹ đang đợi mình ở ngoài đó. Dạ, theo như cháu điều tra thì anh ta không phải là con ruột của ông bà Trần đó, mà là họ đã nhận nuôi cậu ta năm 11 tuổi tại một ngôi chùa và đưa về Mỹ cho học hành tử tế. Chùa nào? Dạ, chùa Giác Duyên. Chùa Giác Duyên. Còn về thông tin người đàn bà và hai đứa con thì có thể người đàn bà và đứa con gái nhỏ đã chết, còn đứa con trai thì chưa. Vì nghe nói bà ta đã để lạc mất nó trong một đêm giông bão. Chờ chị sao? Dạ. Thì tốt lắm. Còn tìm tiếp đi. Dạ. Tìm xem chị Nam lúc ở chùa nó tên gì, vào chùa lúc nào, cha mẹ ra sao. Dạ. Cậu đi đi. Dạ cháu đi. Đó, đi thật là cậu đi được nhận được chùa được. Cậu lẽ hãy đi nói lại. Mình cần phải có chứng cứ xác thực. Nếu đúng là thằng Lâm thì mình có cơ hội chuộc lại nỗi đau. Giang! Gì nữa đây? Dạ. Trời ơi, tối rồi không đi ngủ, còn qua đây làm gì nữa đây? Tối nay con ngủ với gì nha. Lại còn vậy nữa. Thôi, được rồi, vô. Dì để con làm cho dì. Dạ. Hạnh đâu rồi? Vô ngủ con. Hạnh.
đi ngủ thôi con. Bay buồn tía bay phải không? Tía bay đang bệnh, ông buồn lắm. Đừng để ông lo lắng, dì sống tới từng tuổi này rồi, thấy có cái gì gần gũi bằng gia đình đâu con. Hạnh, Hạnh ơi. Dì. Dì thấy con có tệ lắm không? Bày nói vậy là sao? Tao không hiểu. Con đã làm cho tí con lo lắm. Con không giỏi, cũng không tốt, con chẳng giúp được gì cho tí con hết. Con không có như con Phương. Con đang giận con Phương phải không? Có gì thì nói gì nghe, để gì dạy dỗ nó lại. Tụi con lớn rồi, chứ có phải như hồi xưa đâu. Cứ mỗi lần giành nhau đồ chơi là lại nhờ dì phân xử. Cho dù tụi con có lớn thế nào đi nữa, thì trong mắt những người làm cha làm mẹ vẫn coi tụi con như ngày nào vậy thôi. Con xin lỗi. Thôi, vô ngủ đi con. Dạ. Họ đã nhận nuôi cậu ta 51 tuổi tại một ngôi chùa và đưa về mình cho người tử tế. Người đàn bà và đứa con gái nhỏ đã chết, còn đứa con trai thì chưa. Vì nghe nói bà ta đã để lại mất nó trong một đêm trong bão. Mời cậu Hùng lên gặp tôi gấp nha. Vô đi. Dạ, bà gọi con. Bà muốn sao chúng bà? Ta ngưng dự án này lại, cứ để cho Phương Nam thực hiện. Bà biết mình đang nói gì không? Ông quên họ là đối thủ chứ không phải là đối tác của mình à? Bà biết, nhưng bà làm vậy là bà có lý do của mình. Con thật sự không hiểu tại sao bà lại có một quyết định vô cùng bất hợp lý như vậy chứ. Chỉ dựa trên cảm tính của mình, con không thể nào chấp nhận được. Thưa bà của mình, rốt cuộc bà mình và anh ta có mối quan hệ gì vậy? Tại sao bà lại quyết định đột ngột như vậy? Anh cần gì ở tôi nói đi.
anh cũng biết. Giữa chúng ta luôn luôn có sự cạnh tranh quyết liệt, không chỉ đơn thuần là chuyện làm ăn. Thật ra tôi muốn biết giữa anh và ba tôi có mối quan hệ gì với nhau. Cậu không nhận ra điều đó sao? Đó là mối quan hệ đối đầu. Tôi không tin chỉ có vậy, vì thái độ của hai người gặp nhau rất là khác. Thậm chí khi biết anh đang xúc tiến kế hoạch tại Cù Lao, ba tôi đã cho ngừng dự án lại. Vậy sao? Có thể ông ta đã biết là sẽ thất bại khi cạnh tranh với chúng tôi ở dự án Cù Lao. Tôi đang nghi ngờ ba tôi đang giấu giếm chuyện gì. Và anh là người biết rõ nhất. Ông ta có giấu vợ con mình điều gì không? Thì anh tự tìm hiểu lấy. Tôi không có nghĩa vụ cung cấp cho anh biết. Và tôi cũng nói cho anh biết, tôi quyết theo đuổi dự án cho tới cùng, dù bất cứ lý do gì. Phương, không cần phải đi nhanh tới vậy đâu. Chị nói vậy là cái gì? Ủa, Phương chưa biết gì hả? Hèn chi Phương đi vội như vậy. Dự án đã bị dừng lại rồi. Chắc là Phương buồn lắm ha. Làm sao có thể như vậy được? Chẳng phải là dự án đang có chút hy vọng hay sao? Chi thì lại thấy nó chẳng có tiến triển gì tốt hết. Nhưng mà chú Long đã quyết định rồi, không thay đổi gì được. Chú Long, có phải là chú thật sự là cho ngừng cái dự án đó phải không chú Long? Đúng vậy. Phương, à, không, tỉnh lại rồi. Phương à, em tỉnh rồi hả? Em làm anh lo quá. Cháu tỉnh lại là tốt rồi, mọi người lo cho cháu lắm đó. Em bị cảm, sao không ở nhà nghỉ ngơi? Cố gắng quá sức làm chi vậy? Chú Long đâu? Em muốn gặp chú Long để nói chuyện. Có gì thì để sau đi, bây giờ thì nghỉ ngơi đi cháu. Tại sao dự án lại bị dừng lại? Vì lý do gì chứ? Anh cũng không biết. Bà quyết định quá đột ngột, cũng không có bàn qua. Em đừng lo lắng quá. Bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi, không được làm gì quá sức. À, hay là để đưa em về quê nghỉ ngơi vài ngày nha. Em không đi đâu. Em không thể chấp nhận được chuyện này. Em muốn gặp chú Long để hỏi cho ra lẽ. Hai con yên tâm đi, mẹ sẽ lựa lời nói với ba. Dạ. Dạ. Tôi không tin chỉ có vậy, vì thái độ hai người gặp nhau rất là khác. Thậm chí khi biết được anh đang xúc tiến kế hoạch tại Cù Lao, ba tôi đã cho ngừng dự án lại.
Mình ơi để em chuyện đi. Em không sao đâu mà. Anh cứ kệ em đi. Em bị cô cố chấp quá. Em cũng chưa khỏe hẳn mà. Mà nè, em bị lo lắng quá. Khi nào có tin gì anh sẽ báo cho em. Thôi được rồi, anh cứ về lo việc công ty đi. Ai như con Phương nó về thì phải. Thưa má, con mới về. Bác khỏe không bác? Cảm ơn con, bác khỏe. Ủa, mấy bữa trước hai đứa vừa về mà. Bộ có chuyện gì hay sao? Dạ, tại vì Phương... Phương... Má, tại vì bữa nay sẵn xe nên con về thăm má luôn. Mà thấy con về má không vui hả? Đâu có, má sợ con nhiều việc nên lưu bu, không có thời gian. Má, hay là để con vô trong con thay đồ rồi con ra con phụ má làm cơm. Con đi đi. Cháu cứ ngồi chơi tự nhiên nha. Dạ. Bác à, để con vô phụ Phương nha bác. Dạ. Bác. Con về rồi à? Dạ. Con ngồi xuống đây, bà muốn nói chuyện với con. Dạ. Thế nào, con bé đã khỏe hẳn chưa? Dạ, cũng đỡ hơn nhiều rồi ba. Hôm nay con mới đưa Phương về dưới quê để tình dưỡng vài ngày. Con đừng trách ba. Ba làm như vậy là có lý do riêng của ba. Rồi con sẽ hiểu. Lý do của ba là gì? Là anh ta phải không? Mà tại sao con hỏi như vậy? Con không biết giữa ba và anh ta có nợ nần gì với nhau hay không. Nhưng dự án là tâm huyết của con và Phương. Ba không thể nào cho dừng lại vì một ai khác ngoài gia đình mình được. Hùng, Hùng, khuya rồi con còn đi đâu? Đủ đi. Làm cái gì vậy? Ba, đủ đi. Làm cái gì đó là ba có mà. Đủ đi. Mình. Anh muốn chút gì? Như vậy chứ. Anh ơi, anh bị sao vậy? Anh có sao không anh? Anh không sao. Anh không sao. Đẹp quá. Tại sao lại có thể tìm ra một chỗ tuyệt vời đến như vậy? Ông ta giống như con mình. Để tự tìm được. Tôi không có nghĩ dùng cấp nhân. Anh à, có chuyện gì vậy anh? Anh nói cho em nghe được không? Em có thể dừng lại tất cả các hoạt động từ thiện ở dưới quê bà ấy được không? Sao vậy em? Bộ công việc từ thiện của em ảnh hưởng tới công việc của anh hả?
Anh xin lỗi, coi như anh không nói. Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Trời, con tôi. Kìa, em làm sao vậy? Hả? Anh ơi, làm sao? Đừng làm sao? Em cứ bình tĩnh. Anh ơi, em bình tĩnh ngay đi anh. Em bình tĩnh, bình tĩnh. Không mà nếu mà con không anh hãy làm sao mà sống nổi không? Em bình tĩnh lại đã. Không ơi. Anh Hùng à, anh Hùng, cứu mẹ. Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em mà. Chúng ta còn chưa thực hiện ước mơ mà. Anh Hùng à, đừng bỏ em lại nha anh. Cố lên nha anh Hùng. Anh Hùng, anh Hùng à. Xin lỗi, đây là phòng cấp cứu. Mời cô chờ bên ngoài. Kìa cô, chú. Hùng sao rồi con? Dạ. Sao rồi con? Cô bình tĩnh. Bác sĩ. Chắc là anh Hùng không có sao đâu cô. Bác sĩ, con trai tôi có sao không bác sĩ? Sức khỏe bệnh nhân không được ổn lắm. Đang rất là nguy kịch. Bệnh nhân mất quá nhiều máu và thời gian đưa đến bệnh viện quá chậm trễ. Nhưng quan trọng là máu của nạn nhân thuộc dạng cực kỳ hiếm. Hiện giờ bệnh viện chưa tìm đủ máu nữa. Cô ơi, cô. Bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu giùm anh Hùng đi. Nếu mà cần máu, tôi sẵn sàng cho máu liền bây giờ đó bác sĩ. Không phải ai cũng đều cho máu được. Quan trọng là phải có nhóm máu phù hợp. Anh ta đang rất cần người có nhóm máu BRH trừ. Em tỉnh rồi hả? Hùng sao rồi? Con mình sao rồi anh? Em bình tĩnh đi. Em biết không? Hùng á, nó đã qua cơn nguy hiểm. Vì sức khỏe của em không được tốt, cho nên anh phải đưa em về nghỉ. Em đừng có lo quá. Phương nó đang ở lại chăm sóc cho Hùng rồi. Tất cả cũng tại em. Em cứ tưởng đâu mình đã mất con vĩnh viễn rồi. Không, là tại anh. Anh xin lỗi. Ai đã cho máu cứu con mình? Anh nói đi, em gặp họ để cảm ơn. Anh cũng không biết nữa. Bệnh viện họ nói là con mình rất may mắn. Không được, em phải vào bệnh viện đi gặp bác sĩ ngay. Kìa, em có chuyện gì vậy em? Để em nằm nghỉ đi, để em đi cũng được. Anh quên rồi sao? Nếu mà con tỉnh dậy, nó biết được nó không cùng nhắm mắt với mình thì... Không được, nhất định em phải đi. Em đi gặp bác sĩ liền. Bác sĩ, xin bác sĩ hãy giấu kín giùm chuyện này. Vì tôi sợ nó sẽ không thể nào chấp nhận khi biết được sự thật này. Bà cứ bình tĩnh. Chuyện này thật là khó. Bởi vì tìm được người có nhóm máu cùng yếu tố với lại con trai của bà đã là may mắn rồi. Ngân hàng máu luôn cần những người như vậy để đưa vào danh sách phòng khi cúng người. Đứa nào tập thò rồi đó không chịu vô hả bay? Dạ con. Gì để con làm cho. Ủa gì? Con Vương đâu rồi gì? Tối hôm qua con thấy anh Hùng chở nó về mà. Đêm qua thằng Hùng bị tai nạn xe,
Nó nghe tin là tóc chạy đi rồi. Anh Hùng bị tai nạn ở đâu? Khi nào? Anh có sao không chị? Cũng qua khỏi nguy hiểm rồi. Đưa cô Phương về đây xong, nó về trển. Ai về đâu khi không nó quay lại. Đêm hôm khuya quắc là bị tai nạn như vậy, người ta chuyển lên thành phố rồi. Sao rồi con? Dạ chưa gì. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu trời cho anh Hùng tai qua nạn khỏi. Tôi đang ở đâu vậy? Mọi người đâu hết rồi? Đến giờ tiêm thuốc, mọi người ra ngoài chờ hết rồi. Anh cứ nằm yên đi, đừng có cử động. Vết thương chưa có lành đâu, chảy máu bây giờ đó. Tôi không sao chứ? Anh thật là hên đó. Anh bị mất máu quá nhiều, mà máu của anh á lại thuộc nhóm máu hiếm nữa, cho nên bệnh viện phải liên hệ với viện huyết học để nhờ trợ giúp đó. Chị đoán sao? Nhóm máu BRH trừ là một nhóm máu cực kỳ hiếm. Nếu bên ngân hàng máu không liên hệ được với thành viên hiến máu kịp thời á, thì tính mạng của anh không còn đâu. Tôi nghĩ khi nào anh khỏe lại á, anh nên đăng ký tham gia hiến máu đi. Còn dùng để cứu người nữa. Tỉnh. Bác sĩ nói là anh mất nhiều máu lắm, anh làm em lo. Anh còn đau lắm không? Mình chỉ bảo mẹ không cùng chung máu sao? Chỉ mình là ai? Là ai không? Đâm à? Trong vòng 5 năm, cơ sở phải tăng sản lượng hàng xuất khẩu 25% so với năng suất hiện nay. Con nói nghe hay lắm. Khi lợi nhuận đạt được mức nhất định đó, thì chúng ta phải dùng tái cơ cấu sản xuất bằng cách ta đầu tư thêm máy móc và trang thiết bị, cũng như tìm kiếm nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau. Nhưng mà con cũng phải giữ cho mình một khoản riêng để bỏ túi nữa chứ. Con cũng cần được thứ năm. Con làm chuyện này là những cái tình thứ năm. Còn lợi nhuận thì con xin dành hết cho em Hạnh. Có thật để anh ta tin cùng tôi. Chẳng lẽ trong đời này chỉ có người cũng tính toán gì hết. Tại sao mình và ba mẹ không cùng chung máu? Vì mình là ai? Là con của đường sớm à? Hay là đứa con đường lớn gì? Anh vậy rồi hả? Bác sĩ nói là sức khỏe của anh đã ổn hơn rồi, ngày mai anh có thể xuất viện về nhà rồi đó. Cả tháng nay anh nằm ở trong này, em thấy anh khác khác làm sao á? Có chuyện gì bộ anh không thể nói với em được hả? Những lúc mà ba mẹ của anh vô đây thăm, em thấy thái độ của anh khác lạ lắm. Họ nói gì với em à? Sao anh lại gọi ba mẹ của mình vậy được?
Phương đó hả cháu? Dạ cháu chào chú. Phương, để chú nói chuyện với Hùng một lát nha. Dạ cháu xin phép ra ngoài một chút đường. Hùng nè, con có cần gì không? Con, bà thật tình xin lỗi con. Cho đến giờ bà không thể hiểu, bà phải làm như vậy thôi con ạ. Ủa, có chuyện gì buồn phải không? Nói chú nghe được không? Chú có muốn nghe chuyện của con không? Mà chuyện gì? Có phải chuyện buồn cuộc đời của con không? Chỉ con đã nói với chú, con được một gia đình tốt, nhận nuôi từ nhỏ với đứa qua miệng. Nhưng thật ra quê quán của con là ở đây. Con có ba mẹ và em gái, nhưng tất cả giờ đã lưu lạc, không còn gặp được nhau. Con nói sao?